Minh Elder Đông xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cửa hàng phối ghép một bộ âm thanh có mức giá bình dân nhưng đáp ứng được yêu cầu nghe và nhìn đẹp và zin để phục vụ quý vị và các bác. Bộ âm thanh này có giá rất bình dân, cửa hàng báo giá luôn cho các bác tiện theo dõi, đó là 8.500.000 đồng. 8.500.000 đồng. Âm ly công suất 190W, điện 100V, dòng âm ly Pioneer A570. Đặc biệt con âm ly này rất khỏe anh em nhé. Con âm ly này còn được dùng để ghép với loa Nga dòng S90. Và hôm nay cửa hàng phối ghép với một đôi loa Diatone mã là 28B bass 25, loa 3 đường tiếng, trên loa có tinh chỉnh dải clip và dải chép, màng giấy gân vải. Đôi loa thì giá 4.500.000, còn âm ly giá 4.000.000. Với sản phẩm này cửa hàng cửa các bác cũng có thể ghép vang vào để hát karaoke. Đó. Mời các bác nghe qua về chất âm. Đôi loa thùng gỗ lạng đẹp kem, vuông vức, vuông thành sát cạnh, màu sắc nổi bật. Loa có chiều cao là tầm khoảng 60-62, bề ngang tầm khoảng 36-38 và chiều sâu 30. Tụ lọc một nguồn to và tản nhiệt xương cá. Dòng này thì con đơm ly này đánh rất khỏe. Ngoài việc đánh đôi loa này thì quá đơn giản, các bác có thể chơi vào những đôi loa bass 30-35 vẫn vô tư với con đơm ly này. Nó đánh được cả loa Nga thì anh em phải hiểu như nào rồi. Còn đôi loa này anh em có thể thấy hình thức cực kỳ mượt luôn, vuông thành sát cạnh. Đó, tuyến loa đẹp xuất sắc luôn. Thông tin của loa anh em có thể tham khảo ở đây. Đó, 8 ohm, 50W. Đó. Loa thùng gỗ lạng nặng đặc chắc, rất chắc chắn luôn đôi loa. Âm ly thì là chạy xo than 2 vít, khỏe lắm. Và công suất 190W, điện 100, số series 4021, trở kháng từ 4 ohm. Sở hữu bộ âm thanh này thì anh em có thể thấy là rất vừa tiện mà đạt được yêu cầu về nghe và nhìn. Về độ đẹp thì đã quá xuất sắc rồi. Thùng gỗ lạ, mượt mà. Âm ly có cầu loa A, cầu B, bát chép này, cân loa này, lao lớt này, được vào tín hiệu âm thanh. Chơi nhiều dòng loa nhé, chẳng hạn Yamaha, Onkyo, Diatone hoặc là Pioneer đều ổn hết, bởi nó khỏe. Size 42, màu vàng chanh, rất đẹp luôn. Đâu, muốn nhận nó là lòng tay, chứ em...